Kính thưa quý vị, mở đầu cái phần tin Việt Nam đêm nay là bản tin liên quan tới việc ông Phan Tất Thành bị kết án 8 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước. Ngày 8 tháng 5, nhà hoạt động Phan Tất Thành đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn kết án 8 năm tù giam với cáo buộc làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Báo chí Việt Nam không đăng lời ông Thành nói tại tòa liên quan đến các bài viết trên Facebook bị coi là có nội dung tuyên truyền, vu khống, xuyên tạc đường lối chính sách của đảng. VN Express chỉ dẫn lời hội đồng xét xử kết luận rằng ông Thành không thừa nhận hành vi, nhưng tài liệu chứng cứ trong hồ sơ xác định hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia cho nên cần xử lý nghiêm. Trong khi đó, thì tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói trong một thông cáo hôm 7 tháng 5 rằng ông Thành sử dụng Facebook để nêu quan ngại về các tù nhân chính trị, trong đó có các nhà hoạt động nhân quyền đang bị cầm tù. Bà Patricia Gossman, đồng giám đốc phụ trách châu Á của HRW nhấn mạnh là việc vận động một cách ôn hòa cho dân chủ và nhân quyền không phải là một tội trạng. Đồng thời, bà kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Thành. Bà Gossman cũng nói thêm rằng Việt Nam cần trả tự do ngay cho tất cả những người bị cầm tù hoặc giam giữ dễ gì bày tỏ quan điểm chính trị ôn hòa hay trái với đường lối của Đảng Cộng sản. Đại diện Bộ Công an Cộng sản Việt Nam nói vẫn tạo điều kiện cho biểu tình dù chưa có luật. Đại diện Bộ Công an vào hôm 7 tháng 5 trả lời bình luận của các nước đã khẳng định dù chưa ban hành luật biểu tình, Việt Nam vẫn tạo điều kiện cho người dân diễn hành meeting đông người. Tuy nhiên, việc này phải tuân thủ theo Nghị định 38 vào năm 2005 của Chính phủ, vốn quy định việc tập trung đông người ở nơi công cộng phải đăng ký trước với Ủy ban Nhân dân có thẩm quyền nơi diễn ra các hoạt động đó và phải thực hiện đúng nội dung đã đăng ký. Quy định này lại không áp dụng đối với các hoạt động do các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức. Đối với các khuyến nghị về chống tra tấn, đại diện Bộ Công an cho biết Việt Nam trừng trị nghiêm khắc hành vi tra tấn và đã thụ lý 6 vụ án với 15 bị cáo, đưa ra xét xử 5 vụ với 12 bị cáo về tội dùng nhục hình. Bộ Công an cũng nói là đã phê duyệt dự án tổng thể, cải tạo, nâng cấp các cơ sở giam giữ và đến nay đã nâng cấp được 200 nhà tạm giữ, gần 40 trại giam, tạm giam. Đã lắp đặt thiết bị ghi âm, ghi hình tại 204 phòng giám sát, xây dựng 63 mô hình điều tra thân thiện để điều tra giải quyết công việc liên quan đến người dưới 18 tuổi. Đối với khuyến nghị về quyền tự do lập hội và hội họp hòa bình, nữ quan chức đại diện cơ quan hành pháp của Việt Nam cho rằng Việt Nam không hạn chế quyền tự do lập hội và hoạt động của các tổ chức NGO, tức phi chính phủ trong nước. Tuy vậy, theo bà này, việc thực hiện các quyền tự do lập hội và hội họp hòa bình phải tôn trọng quyền và lợi ích của cộng đồng và có thể bị hạn chế trong một số trường hợp cần thiết. Thành phố Sài Gòn còn gần 9.000 căn nhà tái định cư không có người ở. Tại cuộc họp báo chiều 9 tháng 5, ông Đinh Thiên Tân là trưởng phòng quản lý vận hành Sở Xây dựng thành phố Sài Gòn cho biết, thành phố hiện có 8.948 căn nhà tái định cư thuộc sở hữu nhà nước chưa sắp xếp cho người dân nằm tại 85 chung cư, cụm chung cư tại thành phố Thủ Đức và các quận huyện của Sài Gòn. Hiện nay, Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng đã tiếp nhận 8.461 căn và chuẩn bị tiếp nhận thêm 487 căn còn lại từ các địa phương để quản lý. Ông Tân cho biết thêm, do chưa có người ở cho nên các căn này bị đóng cửa, niêm phong, không phát sinh chi phí bảo dưỡng. Tuy nhiên, thành phố Sài Gòn vẫn phải chi trả phí quản lý vận hành cho ban quản trị các dự án. Trước câu hỏi của phóng viên về việc nhiều công ty dịch vụ phát công văn đòi phí quản lý, phí bảo trì nhưng không được thanh toán, ông Tân cho biết, hiện có 39 dự án chung cư có các văn bản thông báo đề nghị thanh toán chi phí quản lý vận hành các căn hộ với 81 tỷ đồng. Tuy nhiên, quyết định số 2880 của chính quyền thành phố Sài Gòn chỉ ủy quyền cho người sử dụng căn hộ đã được sắp xếp tái định cư, được thay mặt đại diện chủ sở hữu để tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư. Tức, chỉ người dân được sắp xếp căn hộ mới được tham gia họp, biểu quyết thống nhất mức giá để chi trả. Còn Trung tâm Quản lý Nhà và Giám định Xây dựng không được chính quyền thành phố Sài Gòn ủy quyền để tham dự hội nghị nhà chung cư, biểu quyết thống nhất mức giá chi trả. Do đó, Trung tâm đang yêu cầu thành phố Sài Gòn ủy quyền và giao chủ trương thanh toán chi phí quản lý đối với các căn này. Vụ trưởng Pháp chế Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bị bắt giữ vì cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã bị bắt với cáo buộc làm lộ bí mật nhà nước.
ngày 9 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Bình. Ông Bình bị khởi tố theo Điều 337 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017, về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước. Tội danh này có khung hình phạt từ 2 đến 15 năm tù. Trước khi bị bắt, ông Bình, 51 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, là vụ trưởng vụ pháp chế thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo tin từ Dự án 88, một tổ chức phi chính phủ vận động nhân quyền cho Việt Nam, vụ bắt giữ ông Nguyễn Văn Bình có liên quan đến chỉ thị 24, chỉ thị mật về bảo đảm an ninh quốc gia của Bộ Chính trị vừa bị rò rỉ. Theo chỉ thị này, các lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam đã ra lệnh cho chính phủ thắt chặt kiểm soát xã hội dân sự, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phi chính phủ và thậm chí là cả công dân đi du lịch nước ngoài. Chỉ thị 24 yêu cầu chính phủ thí điểm thành lập một số công đoàn độc lập, nhưng lại bảo đảm rằng mọi tổ chức công đoàn đều do nhà nước kiểm soát. Dự án 88 cho hay thời điểm bị bắt, ông Bình đang dẫn đầu nỗ lực phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO để trình Quốc hội. Công ước này nếu được thông qua sẽ bảo đảm cho người lao động Việt Nam quyền thành lập công đoàn độc lập mà không cần sự cho phép trước. Theo Hiệp định Thương mại Tự do Liên hiệp Âu Châu, Việt Nam đã đồng ý phê chuẩn công ước vào năm 2023, nhưng chính phủ Việt Nam sau đó đã ít nhất 2 lần trì hoãn. Hiện tại, Việt Nam chỉ có một tổ chức công đoàn là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cựu lãnh đạo CDC Thừa Thiên Huế được miễn hình phạt tù vì có thành tích trong chống dịch COVID-19. Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 8 tháng 5 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tức CDC tỉnh là Hoàng Văn Đức, 54 tuổi, cựu giám đốc và Hà Thúc Nhật, 41 tuổi, cựu trưởng phòng tài chính kế hoạch kiêm kế toán trưởng. Những người này bị cáo buộc tội vi phạm các quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng khi mua hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 năm 2020. Kết luận điều tra được báo Nhà nước trích đăng cho thấy, từ ngày 4 tháng 3 năm 2020 cho đến ngày 1 tháng 9 năm 2020, ông Hoàng Văn Đức đã ký 8 quyết định đấu thầu rút gọn cho 3 nhà thầu với tổng giá trị là 9.236 tỷ đồng. Hành vi này bị xác định là đã gây thiệt hại cho chính phủ số tiền hơn 1.578 tỷ đồng. Trong đó, 6 gói thầu thiệt hại trên 100 triệu đồng với tổng giá trị là 1.477 tỷ đồng. Các nhà thầu đã trích lại từ 2 đến 3% giá trị hợp đồng và đưa cho Hà Thúc Nhật. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng những sai phạm của những người này là do chủ quan, nóng vội cho nên dẫn đến phạm tội. Cả hai người có nhận tiền của các doanh nghiệp sau khi ký kết hợp đồng nhưng không có thỏa thuận trước, không biết số tiền nhận là do phạm tội mà có, rồi đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận. Ngoài ra những người này còn được xét công trạng là ở tuyến đầu chống dịch, có thành tích trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ cho nên đáng được khoan hồng đặc biệt. Vì vậy, hai bị cáo được miễn hình phạt chính là án tù nhưng bị áp dụng hình phạt bổ sung. Cụ thể, bị cáo Hoàng Văn Đức bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý trong một năm. Bị cáo Hà Thúc Nhật bị cấm làm công việc liên quan đến kế toán tài chính trong thời gian một năm. Khoảng 10.000 tỷ đồng, tương đương với 400 triệu đô la, bị lừa đảo trên không gian mạng trong năm 2023. Tổng số tiền người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt trên mạng khoảng từ 8.000 cho đến 10.000 tỷ đồng trong năm 2023, tăng gấp rưỡi so với năm 2022. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an cho truyền thông hay tin trên trong ngày 8 tháng 5, đồng thời xác nhận đó là con số dựa trên những sự việc do người dân đến trình báo cơ quan công an. Bộ Công an cho biết thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra liên tục và tại nhiều địa phương. Các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, liên tục thay đổi, sử dụng số điện thoại rác, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội ảo nhằm trốn tránh, xóa dấu vết sau khi chiếm đoạt tiền. Bộ Công an cũng cho biết trong năm qua đã khởi tố 1.500 vụ án vì tội lừa đảo trên không gian mạng. Trong cùng ngày, theo thống kê của Kaspersky tại Việt Nam, trong năm 2023, có đến hơn 17 triệu trường hợp lây nhiễm cục bộ, tin tặc xâm nhập máy tính của người dùng, ước tính mỗi ngày có hơn 15.000 mã độc xuất phát từ Việt Nam. Tần suất tấn công mạng cũng tăng lên, đặc biệt là nhắm vào các doanh nghiệp, tổ chức ở lĩnh vực tài chính và chứng khoán. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ.
Phần tin Việt Nam được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Kết thúc phần tin Việt Nam, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ cùng các bản tin chính như sau. Tổng thống Biden sẽ siết chặt việc xin tị nạn tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Hạ viện nhanh chóng đánh bại nỗ lực của dân biểu Green để bãi nhiệm chủ tịch Johnson. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi.